9/9/2024 12:36 tại đỉnh núi Thiên Long Sơn. Khí hậu thì khoảng 24 độ C, cỡ 77 độ F. Có xe hơi hiện diện ở đây cũng mấy chục người, 40 người. Bữa nay mình không có nói đề tài chính trị hay gì hết. Thì lâu nay cũng không có chính trị rồi. Giờ chỉ nói cũng không có nói chuyện gì gọi là mới, chỉ nói chuyện cũ thôi. Chuyện cũ tức là gọi là chuyện lạ, tức là những cái chuyện lạ của nước Việt mình không có nói, mình chỉ nói chuyện lạ thôi nha. Nước Việt Nam mình có nhiều chuyện lạ lắm, thì hôm nay mình đề tài dùng chữ lạ đi, muôn trùng thứ lạ. Và đồng thời mình nói cái này cũng không phải cho người họ Thiên là đạo Thiên hay là những người đạo Phật hay đạo Công giáo, mà nói cho những người gọi là lạ quắc á, không có hiểu gì về Ngô Tuấn Kiệt là ai á, và cũng là chủng năm loại mà vô nghi khó độ á, trong đó có con chiên, Phật tử gà gù gà gật, xăm mình cầm mã tấu, đại gia sân trước sân sau, chức quyền với giới kiến cận học thức, thì những người đó nên nghe cái này. Thường xưa giờ mấy 300+ cái clip lên trên mạng gần 5 năm, từ năm 78, năm ta 2018, nói gì chúng đó, mà nói toàn là chuyện kinh thiên động địa không. Tại sao nói chúng? Là từ gì? Ngô Tuấn Kiệt này mang thân con người, nhưng mà không có giống như người thường, là con của ông trời á. Và Ngô Tuấn Kiệt này có khả năng rất là khác hơn người thường. Người thường tất cả những vị hòa thượng lỗi lạc tu giỏi, giỏi lắm là 2 dòng hào quang. Ngô Tuấn Kiệt này hiện giờ đang có 7 dòng hào quang, máy chụp hình có thể chụp được, và có thể nói chuyện được tất cả các chư vị trên trời. Phật Thích Ca cũng nói qua rồi, Di Lạc cũng nói rồi, Phật A Di Đà hồi bữa hổm dọn ở chùa cũng nói rồi, Ngài Địa Tạng cũng nói chuyện qua rồi, tổ là nói chuyện thường xuyên. Đại khái mục đích không phải là làm cho mình nổi tiếng hay gì, mà vì thương nhân loại, thương chúng sanh. Nói lên giờ chót để cảnh tỉnh. Giờ chót là cái sinh mạng sống chết của cá nhân của mỗi người trên thế giới, trừ khi họ không sợ chết. Nhưng mà con kiến nó còn biết sợ chết mà. Thì lòng từ bi của con trời xuống trần để mà cảnh tỉnh, để nói lên những cái sự thật của những ngày tận cùng của loài người. Những cái hiện tượng xảy ra trong vòng 7-5 năm nay, nào là từ Covid tới địa chấn, thiên tai, hài oai, cháy rừng, Cali, sóng thần, Nam Dương, bão lụt, hôm nay có Yagi, rồi có Helen, rồi kinh tế. Con người thì lại thuộc vào ông trời, nhưng con người chúng ta lì lợm quá, chỉ vì quên mất đi một điều mà chúng ta gặp bao nhiêu tai họa chết chóc, đó là chúng ta quên đi cái hồn của chúng ta ai cho. Cái linh hồn khôn của chúng ta là do Thượng Đế cho chúng ta. Chúng ta tất cả nhân loại ở quả địa cầu này 8 tỷ người đều là con của Thượng Đế. Và khi chúng ta quên cha của ta lại thì chúng ta sẽ gặp tai họa. Chúng ta chỉ mê cha của ta là tiền thôi, đô la thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ gặp tai họa đó. Thì hôm nay đúng như chen. Cho nên con của ông trời đứng đây để mà nhắc nhở lại, là chỉ là nhớ lại cái nguồn cội của mình, nhớ lại Thượng Đế thì chúng ta sẽ thoát nạn. Muốn nhớ lại Thượng Đế ở thời này làm gì? Phải đeo dấu này. Khi mà ma quỷ
hay là địa thần hay là thổ thần thổ địa ở đầy đường, nó chỉ cần nhìn thấy cái dấu này nó sẽ né bên, nó biết người này bắt đầu quay tâm quay đầu thì nó không có cho chết. Không cho chết không có nghĩa là mình có một đống tiền trong băng ở hải ngoại và nước Việt là mình không chết đâu nghe. Và đồng thời mình ở nhà cao 30 tầng lầu làm gì lũ lụt tới, là tôi an toàn, tôi không có chết. Nó không có tính như vậy. Chết có thể là bị sốc chết, đột tử chết, hay là cái ông kia bị đốt lọ, mình ở đây mình không bị đốt lọ, mình cũng bị bịt miệng, bịt đầu dây, mình cũng chết. Đủ kiểu chết. Ở bên Mỹ, mấy người Việt Nam vào qua đây khám bệnh ra một đống bệnh chết. Có nghĩa là ở trên tận diệt những người kiên cường, cứng cổ, chết khoảng độ tuổi 55 đến 60. Độ tuổi đó là độ tuổi ăn hưởng á. Tại vì thâu vô nhiều tiền quá, phải cần có thời gian để mà tiêu xài phải không? Mà chưa đến lúc tiêu xài nữa là đã đi rồi. Thì chết như vậy. Cho nên hôm nay những cái dạng mà năm loại là vô nghị á, trong đó có đại gia, nhà giàu và kiến cận á, con chiên nữa, cũng nên đeo cái dấu này. Và ở đề tài bữa nay mình nói là lạ. Tại sao nước Việt lại lạ hơn mấy trăm nước trên thế giới? Ngày xưa trước 75, nước Việt mình gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, là cả thế giới rất là ngưỡng mộ. Thời đó những quốc gia kia chưa có máy bay Boeing 747, Việt Nam mình cũng còn có rồi đó. Hồi xưa Tổng thống Thiệu mà đi qua Đài Loan đó là Thưởng Nhớ Thạch cũng phải ra với trường đón rồi đó. Gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cả Singapore thời xưa còn quan giả đó. Lúc đó là ông gì ta, tự nhiên quên tên. Ông mà thành lập cái nước Singapore, ông mơ ước đó, Lý Quang Diệu á, là ông mơ ước được một phần nhỏ của nước Việt thôi, ông cũng mừng. Nhưng mà hôm nay Singapore đi trên trên đầu của mình rồi, mình đi dưới hãng người ta. Thì từ mình lấy điểm mốc từ cái lạ đó đi, cho đến sau 75 vô, nhà của Kiệt là thợ mộc gỗ rất là giàu có thì cũng thất thế. Thì từ đó Kiệt này mới biết đi làm ruộng, từ nhỏ là ra đồng làm ruộng rồi dơ dơ ở ngoài đồng, mới đen thu như là miên vậy đó, nhìn không giống người Việt Nam chút nào, nghèo mà. Rồi có một thời gian nhớ 78 nước mình bị chết đói rồi đó. Không có gạo lên Sài Gòn á, nhiều người chết đói. Rồi ăn bo bo thời đó. Năm 42 thì mình không thích, chết đói cái đó là Nhật nó làm. Rồi lên cho tới đổi tiền. Trời ai có 1 tỷ đô đổi còn có 300 đô à, sao mà sống. Rồi đổi hai lần người đó là những cái lạ. Rồi lên thêm những cái lạ. Đến lúc mà thời của Nguyễn Văn Linh lên thì mở cổng ra quốc tế do làm ăn. Quốc tế do làm ăn để làm gì? Để cho mấy thằng Đài Loan đó vô nó chọn cô dâu xứ Đài. Có phong trào cô dâu xứ Đài đó không? Gã hải ngoại phải không? Là cả làng Hãnh Diện đó không? Rồi gã qua xứ xứ Trung. Rồi nô tài Nam Hàn, nô tài Nhật. Rồi tới qua tới lao động quốc tế là Âu Châu á không? Là có ông đại tử tên là nô tài quốc tế, nó đi khắp nước. Hồi xưa mình chưa bao giờ mình làm nô lệ cho Miên hay Mã Lai hay Thái Lan. Mà bây giờ tính ông nước hôm nay là mình đã qua bên đó mình xin làm mướn rồi đó. Cho nên bữa mới có vụ mấy đứa bên Miên mà khổ á, rồi bị ăn hiếp, rồi bị trốn về đó. Rồi Thái Lan, Mã Lai rồi đó. Rồi đến qua tới Âu Châu á, thì mình làm cá đông lạnh. Nhớ chiếc xe mà mấy chục đứa nó bị đông lạnh chết. Đó, làm cá đông lạnh luôn. Rồi bây giờ thêm, tại vì nói tóm tắt thôi, nó nhiều quá, nó không hết. À, mình nói cái lạ mà, rồi chút mình sẽ tới cái lạ của mình. Rồi đấy bây giờ đi vượt biên theo đường bộ, đi dài cho tới qua tới ranh giới của Mỹ
để mà vượt biên qua ranh giới của Mỹ. Thì đó là những cái lạ của nước Việt. Rồi cho đến những cái lạ của những cái tứ trụ trong vòng mấy tháng bị rớt đài lịch bịch. Rồi cho tới ngày hôm nay thì không còn tứ trụ nữa, là một trụ thôi, trụ màu vàng thôi. Nhiều cái lạ lắm mà nói đụng dính chị mình không nói, mình nói về lạ thôi nha, bữa nay đề về lạ. Hôm nay sân thần có báo hiệu là có một số người xấu, nhưng mà cũng không sao, cứ nói chuyện xấu tốt gì cũng con trời hết. Người xấu á, trời thế nào cái núi bằng đá đó, nó thẳng nha, lấy giải giấy mà lao mà cái núi thẳng á thì sẽ thành Phật, cũng sẽ thành Phật, nhưng mà vài trăm nghìn tỷ năm sao. Còn người mà chịu cúi đầu mà biết sợ Phật sợ trời á, tức là thượng thiên á, thì về với thái tử kỳ này về trời luôn. Tại kiếp này kiếp cuối cùng của Kiệt sẽ không còn về quả địa cầu này nữa. Thì mình nói về những cái lạ đó. Chứ đến tại sao cả thế giới đều thuộc lòng kinh điển của Tân Ước và Cựu Ước của bên Công giáo, nói là Chúa Giêsu sẽ trở lại khi thế giới này lạ. Lạ là đó, địa chấn thiên tai, mà tới ngày hôm nay vẫn không thấy Chúa. Ngày xưa 5 năm trước kia không có lệnh để nói cái này, nhưng mà hôm nay có lệnh để nói. Tại vì hôm nay là cái bài thi mà dở ra là cho đáp số luôn. Người nào chỉ cần nhìn vô thôi, quẹt lên thôi là trúng. Vậy mà cũng người ta cũng không có chịu làm nữa, thà để bị loại ra khỏi cái kỳ này. Tại sao cái kỳ này 8 tỷ người chỉ còn là một số để sống? Vì trong những ngày kế tiếp là những ngày thời đại rất là văn minh và giàu có. Con người không có bôn ba cực khổ một ngày làm 8-9 tiếng hay là lăn lộn ngoài đồng nữa, mà tự nhiên ai cũng giàu có. Nước Việt nó có một cái mỏ vàng rất là khủng khiếp. Khi mà được khai mở ra, chỉ có Minh Dương, bàn tay Minh Dương mới mở được. Thì mỗi một đầu người có rất là số tiền rất là lớn. Nếu mà tính bình quân, nước Việt sau này là lãnh đạo thế giới, là trung tâm, là trung ương của cả thế giới. Không phải nói đùa. Chúa không bao giờ nói giỡn nhân loại, và Chúa không bao giờ nói lời sai. Lời của sư phụ nói, tiếng nước Việt này nói, có thiên ghi địa chép, không phải là lời bình thường. Chúa Giêsu đã trở lại, lập cái đạo mới gọi là thiên tâm. Tại sao thời nay có cái đạo mới mà không lập ra, nó cũng là lạ đúng không? Nó không ra thành lập ở Do Thái đi, hay là những cái nước giàu như là Âu Châu, hay là Mỹ, hay là nước mà mạnh nhất, lớn nhất bây giờ Trung Cộng đi, mà tại sao lại vô nước Việt vậy? Đó cũng là một điều lạ đúng không? Tại nước Việt không có tạo nghiệp. Nước Việt bị tào đô hộ 4-5 nghìn năm vẫn bất khất quật cường, và nước Việt sẽ mãi mãi trường tồn, không bao giờ bị xóa sổ trên bản đồ. Vì ngày xưa nước Việt là do con rồng cháu tiên lập ra. Người trời và người dưới nước cũng là tiền kiếp của sư phụ Lạc Long Quân Âu Cơ. Thời đó sư mẫu từ dưới Long Cung lên, sư phụ từ người trời xuống. Cho nên con trời khai thiên, một quốc gia nào mà con trời khai thiên sẽ không bao giờ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Còn những quốc gia bình thường có thể bị. Thì hôm nay sư phụ trở lại với một cái thân hình người Á Châu, không có giống như người Do Thái nữa. Mà bây giờ tại sao bao nhiêu chuyện lạ? Chuyện lạ gần nhất là có cửu vị thần rồng của sông Cửu Long, tức là chính ông rồng sông Cửu Long, hôm nay đã xuất hiện trên nước Việt. Qua cái trận bão Gia Ghi thì chính vị đã xuất hiện để chi? Có cái bài thơ của Đức Thầy nói đó, vòng vương rút đón chờ thiên tử để lập màn hội Long Hoa. Hội Long Hoa là cái gì mà nhiều người không hiểu, người Trung người Bắc ít có hiểu. Hội Long Hoa là hội của toàn thế giới, những đứa trẻ lớn lên con cháu cha hay con HO ở trên thế giới
được đi về bầu cử tự do tham gia chính trường để mà xây dựng là một nước Việt mới bình đẳng, tự do, công bình, nhân ái. Đó gọi là Hội Long Hoa đó. Ai có tiền thì cứ đi ra làm ăn, không có sợ bị đốt lò đốt củi. Ngày mà kiệt này mà về kiệt thả hết tất cả những người giàu có ra, chỉ bắt họ tự nguyện đóng thuế, vì họ là những người có cái đầu óc thông minh. Một nước chỉ cần 5 người giàu thôi mà thông minh thôi là cả 100 triệu được sống theo. Tại sao phải nhốt người ta? Không có tính quá khứ, tính hướng về tương lai á. 600-700 tỷ mà quơ giác mà hút máu của nước Việt mà đem ra ngoài á, xù. Tại vì cái đó mình có thể làm lại 2-3 năm thôi, hơi đâu mà quay lại mà phanh phui, không có đủ thời gian làm cái đó. Khi mà Hội Long Hoa khai mở, cái là tất cả những nhân tài hải ngoại về thì tự động bao nhiêu công ty điện tử nó đi về theo. Tiền trên trời rớt xuống thôi không kịp, đâu cần đi bán vé số. Trở lại đề tài lạ, bây giờ bắt đầu mỗi tuần hữu nói chuyện đề tài lạ lạ, bữa nay nhiều cái lạ. Thì tại sao cửu vị thần rồng, tức là chính ông rồng, không xuất hiện ở Mỹ? Mỹ giàu mà, sao không xuất hiện đi? Sao không xuất hiện bên Pháp, hay không xuất hiện bên Anh đi, hay là Nga đi, nó đang mạnh đó, nó có vũ khí nguyên tử rồi đó, mà lại xuất hiện nước Việt? Suy nghĩ đi. Rồi cái đạo sẽ không xuất hiện ở những nước khác, rồi Chúa Giêsu sẽ không đầu thai ở nước này nước kia, mà Chúa Giêsu đầu thai vào nước Việt. Chúa Hữu là Chúa Giêsu thật sự, 1 triệu trên 1 triệu%. Người đời có tin không tin thì trời xem. Tòa Thánh Vatican thì họ cũng đang biết. Những người có thần thông, những người mà hiểu về, có gọi là có cặp nhãn á, nhãn mà không phải nhãn đời á, nhãn tâm linh á, người ta đều biết. Chỉ có những người sân si hơn thua tiền bạc vật chất thì họ chỉ có nhãn tiền thôi, nhìn đô la thôi, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy đâu. Nhưng mà hành động của Thiên Đức Kiệt này, Chúa với Chúa Giêsu chả khác gì hết. Khuyên người ta ăn lành ở hiền và xiển dương Thượng Đế. Ngôi Thống Kiệt làm messenger nha. Đệ nhất cũng có người truyền tin cho Thượng Đế. Đệ nhị cũng có 3 đứa ở Spain, ở bên Spain là Bồ Đào Nha đó, 3 đứa nít đó. Đệ tam Thế Chiến sẽ sắp sửa, hiện giờ là đang đệ tam rồi, sắp sửa kết thúc đệ tam. Chờ khi cái Biển Đông dậy sóng một chút nữa thì là đệ tam. Thì Ngô Tuấn Kiệt này tức là người truyền tin của Thượng Đế cho thời đệ tam Thế Chiến, cũng là con của Thượng Đế, cũng là Chúa Giêsu. Cha kêu lập ra cái đạo này để mà cứu vớt con của Chúa lặn hợp mấy nghìn năm. Người Do Thái sẽ chiến thắng với Hamas, sẽ lấy lời giải đất ra ra của họ. Vì ngày xưa họ đã lỡ đóng đinh sư phụ 3 cái đinh. Thì hôm nay lời sư phụ hứa trừng phạt họ cũng đủ rồi, họ sẽ lấy lại quốc gia của họ. Thì cái Jerusalem ở bên đó mà người Hồi, đạo Hồi, đạo Công giáo với những đạo đạo Do Thái giáo, họ dành cái chỗ mà Chúa chôn ở hiện giờ, chỗ đó sau này không còn quan trọng nữa, không còn giá trị nữa. Vì Chúa đã hiện hữu và đang ở nước Việt. Lúc đó núi Cấm sẽ là thủ đô về tâm linh của toàn thế giới này. Hết đông lạnh, rồi tới chuyện lạ. Ai mà ở thế giới, ai muốn có tiền lái xe gì thì cứ lái. Lamborghini, Aventador hay là Ferrari hay là McLaren, muốn chạy xe kiểu gì người ta gửi người ta. Huống chi là Rolls Royce. Mà Việt Nam ai chạy Rolls Royce là có lời nguyện là sẽ vô tù. Cho nên nếu mà nói vậy thì thôi, nước Việt Nam mình giống như Cuba hay Bắc Hàn, cha nó luôn cho rồi đi.
đâu có còn là con rồng cháu tiên đầu óc thông minh làm gì nữa. Tại con người có cái đầu óc thông minh, cái đầu của người ta muốn phát triển và muốn có cái gì có lợi ích và sống sung túc, chứ không phải như là con heo con chó hay là những cái nước gọi là gặp ủn là khóc hụ hụ, hay là một thằng khổng lồ người Cuba đi lãnh bao cấp miếng bánh mì đứng xếp hàng hay xin cục kẹo, thấy cái hình đó. Vậy mà bao nhiêu con ông bầu có tài của nước Việt bị nhốt hết. Rồi thêm chuyện lạ nữa, Võ Hoàng Yên là con trộm á, đi gạt cả thế giới, đi tới đâu người ta cũng lại, cũng giống như là Phật. Thầy Thích Nhật Từ ngày xưa qua Mỹ cũng vậy, lên núi này cũng vậy, cả đống Phật tử 3-4 nghìn đứa lại ổng. Mình đã nói rồi, ông này không có hào quang, lúc đó mình chỉ nói vậy thôi. Rồi ông Võ Hoàng Yên cũng vậy, nhẫn nhơ ở ngoài đường, Thích Trong Quang cũng vậy. Còn cái người mà có tiền, người ta có tâm từ thiện, người ta đi giúp đời thì lại cho vô hộp. Cũng may đúng 3 năm sư phụ sinh cho bà Rồng Lửa ra. Nó là thấy chuyện lạ không? Chỉ có nước Việt mình mới có chuyện lạ đó. Rồi Mỹ nó đăng lên đài nó nói, trời ơi ở Mỹ mình chỉ cần 10.000 đô thôi, biển thủ tiền của chính phủ công quỹ thôi là vô họp. Còn Việt Nam 47 tỷ mà tới hôm nay mới khui ra. Thấy có lạ không? Cả thế giới ta cười ngất bụng luôn á. Thế ai vua nhà văn thế giới đâu có ai cho mượn tiền đâu. Bị mất 40 mấy tỷ đô á mà không ai biết thì cũng là một chuyện lạ. Rồi ca sĩ showbiz là những thần tượng về mặt tinh thần cho toàn quốc, mà lại đi gạt bá tánh, đi vận động gây quỹ rồi lấy tiền biển thủ bỏ túi. Con Mỹ Tiên cái thằng gì đó rồi nhờ cái gì ta Đàm Vĩnh Hưng hả, viết gì nữa mà Linh rồi đó hả, chỗ nhiều lắm. Bây giờ sao giờ lũ lụt mà giao ghi bảo bự gì nè, không thấy thằng nào ló đầu ra xin tiền nữa. Đi thấy chuyện lạ không? Là một lần tận tới già, cái đó cũng là ở sau lưng cũng bị xúi dục. Thêm chuyện lạ nữa, quốc gia mình bị đảo chánh mềm mà chả ai biết, có mình đây cho phụ ngồi tức cười. Rồi cái đưa có thằng cha áo bông đi vòng vòng ngoài đường, cái là cả trăm triệu dân tung ô lên là Phật sống, trong khi hào quang tối re tối như là mỏng cho mực. Thì có nhiều chuyện lạ lắm. Rồi thêm chuyện lạ nữa, có thằng cộng cỏ, cộng cỏ đó bây giờ ra ngoài hút cái vô cả thao quá, để lại nhúc nhích á. Vậy cũng có mấy triệu người đi cúng dường rồi đi coi cộng cỏ, cũng là chuyện lạ quá. Hôm nay nước Việt có chuyện lạ nhất luôn á, sắp sửa thay triều đổi vị, con trời sẽ khai thiên, Phật sẽ xuất hiện. Đó là một chuyện kinh hoàng, một chuyện lạ. Đó là Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Sư phụ là đệ tử thứ nhì Di Lạc truyền thừa của Đức Thầy. Đức Thầy là Phật Di Lạc. Ngài sẽ xuất hiện một ngày. Bây giờ bữa mình nói tính tầng, bây giờ tính ngày đi. Cho nên chính ông Rồng thôi không, mà không phải là xuất hiện trên bầu trời Việt Nam đâu. Khi Đức Thầy xuất hiện thì tất cả mọi chuyện giữa chánh và tà, trắng và đen, ai đúng ai sai, ai bị lội ai ở lại sẽ rõ ràng. Còn hôm nay các hàng đệ tử chỉ có một điều để làm là lòng tin bất diệt. Ai nói kiểu nào đi nữa nói, chỉ tin trên trời có cha thượng đế lo cho sư phụ, lo cho tất cả chúng ta, lo cho cả thế giới này. Chỉ cái suy nghĩ mình thôi, cha cũng biết nữa, thượng đế cũng biết. Sư phụ không bao giờ dám làm sai nửa điều làm Phật ý cha. Lúc nào cha cũng khen con xuống trần là đứa con ngoan của ta, là một viên ngọc sáng để soi đường cho nhân loại. Cho nên ngoài kia mà ai nói xấu sư phụ là người đó là con của ma quỷ.
nó chỉ làm cho tất cả nhân loại chao đảo để mà bị lội sổ như này. Cho nên lời này là lời thật. Tin cha, tin Đức Huỳnh Phú Sổ sẽ tái xuất hiện, và tin nước Việt sẽ có Minh Vương, tức là sư phụ, thì người đó sẽ còn tồn tại lại để mà nhìn lại một cái nước Việt tươi sáng, thanh bình, giàu có, hạnh phúc, không có chiến tranh, không có chính trị hỗn độn, không có nghèo đói, không có người ăn xin, không có bán vé số ngoài đường. Nếu mà làm được điều đó, lòng tin bất diệt. Còn tất cả những gì mà để làm lòng chao đảo thì sẽ bị lội. Bị lội bằng cách chết đột tử, hay là thiên tai địa chấn, hay là bệnh dịch, hay nghèo đói, vì đã mất đi cái bản tánh của mình rồi. Chúng ta sống được hạnh phúc, an bình, vui sướng, giàu có, đó là nhờ ơn của Thượng Đế. Mà chúng ta quên đi Thượng Đế, chúng ta chạy theo cái gì? Cái đạo Thiên Tâm ra đời chỉ có đọc kinh Thiên Tâm, ngồi thiền theo kiểu sư phụ chỉ, và là bắt ấn để cho ma quỷ đừng tới. Tại vì ma quỷ bây giờ á, nó thiếu dân số. Tại vì trong cái cõi vô hình á, Thái tử Thiên Nhãn làm việc rất là cực khổ để mà tiêu diệt thiên ma. Tại vì khi có cái ngai vàng ở có cái ở núi Cấm, mỗi tối về là khi ở bên đó có thiên binh thiên tướng cùng nhau để mà đi. Ở mặt hữu hình của mình là mình biết, còn mặt vô hình giữa tà ở chánh đấu nhau ghê gớm lắm. Những đứa đệ tử mà không vững tâm á, mà tin Thượng Đế á, mà bỏ hình tượng cha mẹ, bỏ dấu thiên tâm, thì sẽ khó qua nổi cái kỳ sàng lọc này á. Mỗi một ngày sàng lọc nó rất là khó, không có dễ nữa. Giả là thật, thật là giả. Cái gì á, phải mình có tự đúc đúc đi á, tự có chánh kiến, tự mình phải soi rọi và mình phải phân tách. Đừng có bao giờ bắt điện thoại hay nghe điện thoại của bất cứ những ai mà nói, là vì cái tâm của người kia đang bị nhiễm là tâm ma. Thì nói qua đường dây điện thoại mình thì con ma nó nhảy qua đường dây điện thoại kia, nó làm cho cái tâm mình cũng vậy, để mục đích nó kéo số lượng đông để mà đi vào làn khói bay mất trong không gian cùng với nó. Thì cái chuyện gần nhất là chuyện sôi nổi nhất, bữa nay cũng im mà ha, áo bông đi dạo ngoài đường á. Thật à. Những gì Thiên Việt này nói, ai là tà, ai là chánh, đều là chúng. Còn người nào mà nói ngược lại thì người đó mới chính là tà đó. Đứa nào tin sư phụ thì là tin. Sư phụ vẫn còn thần thông, vẫn còn bảy dòng hào quang. Sư phụ nói chuyện với mấy ông rồng rất là hiện hữu. Ngày hôm qua sư phụ còn, tức là mỗi ngày sư phụ tiếp chuyện khắp tất cả các vị trên bầu trời, cả cha, thượng đế và mấy chư Phật. Tại cái thời nó cận kề đó. Những đứa đệ tử nghịch thiên á, thù sinh nhiều lần lắm. Tụi nó sẽ biến thành làn khói hết. Sinh không được nữa. Từ bi nhưng mà lực thiên đình nó khó hơn lực Phật. Dễ về trời, chỉ cần giữ giới, tam tịnh nhục, mặc áo bình thường, không cần áo chàng, cà gù, cà gật. Không cần tỏ vẻ mình là hiền, nhưng mà cái tâm mình thật sự hiền. Mình có thể xăm mình đầy, nhưng mà cái tâm mình là cái tâm Bồ Tát. Còn bên Đạo Phật á, thì phải mặc áo chàng, vô chùa thì gặp ai cũng gật gật, nhưng mà ra đường á, mình trở lại cái cốt của mình lại, sói vẫn là sói. Thấy không? Heo vẫn là heo. Bên Thiên Tâm nó không có giống vậy. Phải tu từ phía trong. Đời ấy, cho đúng đời. Tức là đi làm phải lên lương lên chút. Chứ đạo ấy, cho đúng đạo. Mình không có nói chuyện đạo với người không có hỏi mình. Thế người ta hỏi mình ấy, mình hãy nói. Còn nếu không ấy, nó sẽ làm cho người ta coi thường lại mình. Là vì mình không có đủ cái nội lực, không có đủ cái điển quang để mà khắc phục được cái lòng tin của họ, thì mình sẽ vô tình làm cho họ bị đọa đó. Vì cả đời họ sẽ không theo Thiên Tâm, họ vô tình thôi.
Cho nên khi mình nói chuyện với ai về đạo, về cha trời, mẹ đất, về Phật rồi đó, phải lựa đúng người. Khi nào họ hiếu kỳ họ hỏi thì mình mới nói. Còn nếu mà họ không hiếu kỳ họ hỏi thì mình cứ bình thường. Còn khi mình về nhà mà bị anh em, cha mẹ hay chồng hay vợ mình mà chửi mình á, nói mình ngu mê tín, tin cái thằng khùng kiệt á, thì hay là thằng ảo kiệt hay là quách gì đó, chứ hồi đó lì, 5-7 năm nay bị chửi nhiều rồi. Bồ Tát xuống trần không bị chửi á, về trời á không có được nhiều mấy tiên trưởng hay là Phật thương. Cho nên thuộc cần nhiều người chửi để về cha thương nhiều, Phật thương nhiều. Cho nên 5 năm nay đã bị chửi. Cho nên 8 tỷ người ai cũng có những ngày đầu, 5 năm đầu rất là khổ, ai cũng nói là thằng ảo. Cho nên bạn bè từ mình, anh em ruột thịt cũng từ mình, nhân công 500 thằng nó cũng quải mình. Rồi cộng đồng Việt Nam ở đây cũng chán mình, cộng sản cũng ghét mình, không ai ưa hết chứ. Chùa chiền á thì ghét nữa, tự nhiên đây đâu có thùng hút xương đâu, mấy ông thầy lại càng ghét. Còn bên công giáo á, ô nó thằng khùng, dư tiền làm chuyện rùi bu. Cho nên ai cũng nói mình là thằng ảo, không ai ưa. Nhưng mà cuối cùng có ai ảo. Những cái clip từ ngày đầu á vẫn còn ở trên mạng đó, Ngô Tấn Kiệt official. Chiến tranh từ Biển Đông sẽ lan qua Á Châu. Vừa lúc đó Đức Thầy xuất hiện lập hội Long Hoa, cả thế giới này á cùng đi xuống giống như Thầy Thế này. Tức là năm cái ác cùng chết một lượt, tức là thế giới này cùng đi xuống một lượt á. Có ai dám nói cái đó không? Không có ảo đâu. 8 tỷ người ảo thì có. Chuyện này chưa bao giờ ảo. Có ông trời không có ảo. Hồi xưa Chúa ra đời lập đạo cũng bị người ta chửi. Ông cũng đi mấy trăm cây số mới nói chuyện được. Phật Thích Ca cũng vậy thôi, đi ra đường bị người ta thảy đinh thảy gai che rồi cho ông đạp thôi, đâu ai tin. Hôm nay chuyện này nói thì cũng y vậy. Kiệt không có ảo, 8 tỷ người mới là ảo. Nhưng mà từ từ á, mẹ nói xưa mỗi lần buồn á, thấy trên mạng bị chửi hoài á, cái sư phụ về cái ngồi thiền nó nói chuyện với Phật mẫu, đó là mẹ mình á. Mẹ nói á, thì nước nhiều đi con cho nó thấm đất. Cái mình nghe mẹ an ủi vậy á, cái bắt đầu mỗi ngày cứ nói. Thì lúc đầu thì được vài trăm đứa để tin mình, cái vài nghìn lên từ từ, thấy không? Rồi bây giờ ở Mỹ này cũng 5-7 nghìn. Việt Nam á, hồi mấy tháng trước á, trước khi bao nhiêu chuyện xảy ra thì khoảng 30%. Cái gần đây bao nhiêu thiên tai rồi thêm những cái chuyện nó trúng nữa, cái tăng lên gấp đôi 70% rồi. Rồi cái còn một số nó không tin mà nó quay lại là gì, nó bị ma tâm á. Tại vì trên núi nó có chánh và có tà, thầy pháp mà. Tin nhận giặc làm cha, cái đám nghịch tử mà trong danh sách ba mấy đứa đó gọi là nhận giặc làm cha đó, con có biết không? Còn cha thiệt á thì nó lại ghét. Còn á giặc á mà hại nó, hại gia đình nó tan nát á, đời sống nó mỗi ngày không có một chút xíu được yên ổn, những đứa mà nghịch tử á. Tại nó luyện bùa luyện chú làm sao mà tâm nó bình an bằng mấy đứa con đọc kinh Lăng Nghiêm. Tụi nó có đọc kinh Lăng Nghiêm không? Không có đúng không? Tụi nó có thờ hình tượng cha mẹ không? Nó dục rác hết rồi. Nó nghe lời thầy pháp nó dục rác. Tụi nó có đọc đại bi không? Không đọc đại bi, không thờ hình tượng cha mẹ, dục giấu thiên tâm. Nó tu kiểu gì? Tu kiểu bùa chú thì là tâm bất an, là chơi với ma không à. Tối ngày chơi với ma thì làm sao tâm bình an. Hồi xưa thụ những lớp đó là thụ lần từ công chuỗi tặng cho tụi nó. Bây giờ đứa nào mà còn á là đứa đó giỏi á, còn chút xíu lương tri á, thua bảo đảm không còn đâu, nó dùng rác á. Thì thời buổi này á phải cẩn thận, mình phải giữ lòng sắt son, giữ lòng tin. Còn cái chuyện mà nó đem muội muội Tân Bình ra nó xuyên tạc, bây giờ không có muội muội nó cũng kiếm chuyện khác à. Cái ban tiên giáo là nó là vậy mà, không có gì, sự vụ này cũng mang sự vụ khác, mấy con có đồng ý không? Cho nên lơ nó đi, từ nay trên mạng đừng có nói về Thượng Bình, cũng đừng có nói vân vân là chuyện, tức là cái trò chơi xuyên tạc của họ, mấy con nên nhớ cái điểm đó. Rồi.
Rồi có một cái người lạ, giàu có, đang làm ăn không thích, thích đi mua núi, mở chùa, mở từ Cali qua Houston, rồi thích bị chúng chửi, thích lấy tiền đi làm chuyện không không, tức là cây mà quý vị ngồi có bóng mát ở đây nè, là tốn cũng cỡ 700-800 nghìn đô nghe, cây này tệ tệ là cũng 6 nghìn đô cây này nè, cây đó là cũng 7-8 nghìn, mà trồng nhiều cây nó mới còn sống cây, không phải mà cây cắm xuống là sống liền đâu, tốn tiền dữ lắm mình mới có bóng mát ngồi như vậy, mới có cảnh hữu tình. Tất cả chúng ta giàu có hay là bận rộn về công việc kiểu nào đi nữa, bệnh tật hay là con cái hư đốn, chúng ta chỉ cần lên Thiên Long Sơn một tiếng thôi, không cần nói chuyện với ai, không cần đốt cây nhang luôn, tại vì không phải đạo thì đừng đốt nhang, chỉ cần đem ổ bánh mì, ly sandwich với ly cà phê lên ngồi đó thôi, tinh thần cũng phơi phới nữa, cũng hết bệnh nữa. Là tại sao? Tại vì cái núi này là núi nó có điển thanh, nó nhiệm màu, dành cho riêng con rồng cháu tiên người Việt tị nạn hải ngoại và những người Việt đi du lịch về Bắc Cali, chỉ cần vậy thôi, không có cần đạo gì chứ. Có ai nói Thiên Long Sơn là đạo Thiên Tâm không? Chỉ đạo Thiên Tâm mượn mảnh đất Thiên Long Sơn lập đạo, nhưng mà Thiên Long Sơn là cái công viên cho tất cả mọi tầng lớp, có thích đạo không thích đạo, đạo Công giáo, đạo Cao Đài, đạo gì cũng có thể về đây được, tại vì nó là công viên. Còn ở đây mình thích hợp với vị nào thì mình là mình thương vị đó, mình đốt cây nhang để mà tỏ lòng cung kính, còn không đốt cũng chẳng sao. Còn thí dụ những đảng viên cao cấp lên đây chỉ cần biết con rồng chó tiên, Hùng Dương, Âu Cơ, rồi có ông Trần Hưng Đạo là được rồi, đâu có cần đạo Phật, đâu có cần đốt nhang tượng Phật đâu, cũng là cung kính. Lên đây mục đích chỉ là nhẹ lòng và biết chúng ta có còn cái linh hồn. Cái linh hồn là cái gì? Cái linh hồn là cái quan trọng nhất. Nó là một cái con sim trong cái điện thoại, nó sẽ ghi chép lại tất cả những tội và phước chúng ta làm, những chuyện thiện lành và những chuyện ác chúng ta khởi tâm từ lúc mới sanh ra đó nghe. Quan trọng lắm. Nếu chúng ta hiểu được cái linh hồn chúng ta sẽ là người đứng ra chịu xử phạt khi cái xác phàm chúng ta không còn lết xuống khỏi giường nữa. Sẽ có một ngày tự nhiên đi khám bệnh đó, bị này bị kia, hay là máu huyết, hay là xương da gân, hay là não, hay là ung thư bú gì đó, thì có phải là chúng ta quá muộn không? Có linh hồn như không? Tại vì chúng ta không có lết nổi khỏi cái giường, làm sao lết nổi khỏi cái nhà, thì làm sao chúng ta lên được tới cổng của Thiên Long Sơn ở dưới chân núi cả ngàn feet. Còn mà đi bộ lên cầu thang này á, là chắc tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng nữa. Thấy mấy con mỗi ngày đi bộ mấy con thấy trân trọng không? Rất là quý. Lên cái là thấy cholesterol nó hạ xuống rồi, tối ngủ hơi thở nó khỏe rồi, tại vì mỗi ngày mình không thở đó, cái hơi thở nó bị nghẹt lại đó, nó không có thông á, rồi cái tối mình mệt cái mình mất cái giấc ngủ là do cái hơi thở mình không có mạnh á. Chỉ cần lên cầu thang này một lần thôi là tối ngủ ngon lành luôn. Nhưng mà cái người mà không có biết đạo từ lúc mình còn mạnh khỏe, không có biết Thiên Long Sơn, không có biết Thiên Tâm, thì họ bị mất quyền lợi, mất thiệt thòi cỡ nào. Suy nghĩ đi. Có một bác cách đây 5-7 năm bị tiểu đường nặng á, cấp 3 luôn á, rồi đưa rồi cholesterol nữa, rồi thêm cao máu, cao mỡ gì lum á. Mà mỗi ngày ông cầm cái gậy đi, ngày đầu tiên ông lên á, khoảng chừng 2 tiếng ông còn chưa lên tới chỗ này. Ông đi từng 3 cái step, ông ngồi xuống ông thở, 4 bước ông thở. Vậy mà ông làm cho chừng 3 tháng sau, ông đi lên sẵn sẵn luôn, dục cây gậy luôn, cái đường cầu thang đó. Cái Thiên Long Sơn ý mình muốn nói nó là cái nhà thương đó. Bây giờ tất cả quý vị mà vô nhà thương của chính phủ đi, hay của Mỹ đi, nó cũng có công viên đúng không? Để cho người ta ngồi ngoài đó để mục đích hết bệnh rồi uống thuốc, là chẳng qua là theo thời có biểu phải uống thuốc thôi. Khi tinh thần chúng ta mạnh khỏe thì tự nhiên cái bệnh nó cũng hết. Thì bệnh gì lên núi đi bộ cũng hết.
Mà cái núi này nó lại đặc biệt hơn là cái công viên ở trong nhà thương nhiều. Là sao? Vì trong nhà thương cũng có người hiền, người dữ, người thăm nuôi, dữ, rồi ồn ào lớn tiếng. Còn trên núi này nó yên tĩnh nha, chỉ có tiếng chuông thôi à, với tiếng chim kêu. Và đồng thời tất cả những người ngồi ở đây bảo đảm toàn là người hiền hết. Nó đã sàng lọc qua tới con đường quẹo vô đây rồi. Cái người dữ hiện giờ là đang lăng tăng ở dưới khu Việt Mi Thao, khu Grand Central Mall, là ở dưới Phước Lộc Thọ rồi. Họ đâu có biết chỗ này. Họ còn đi lo mua củ hành của tỏi. Họ không bao giờ ngờ ngày mai khi vô khám bác sĩ cho cái tờ giấy ung thư mới phát khởi, không biết ung thư độc hay là ung thư hiền, phải không? Là thấy là quản hồn rồi, phải không? Bắt đầu rầu rồi. Từ cái ngày rầu đó là thấy bỏ ăn rồi đó. Rồi cái 2-3 tuần sau khám lại một ung thư nó hơi bự hơn chút, nhưng mà cũng chưa có biết là độc hay là hiền. Mà cứ đi 4-5 tháng, mà trong thời gian đó là giống như là hành tinh thần rồi, hành hạ tinh thần rồi. Đến lúc mà phán một câu, bác sĩ nói đây là ung thư độc, chỉ còn 6 tháng nữa. Xong, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Đó là lời nhẹ nhàng của ông bác sĩ nói. Nhưng mà đừng có bao giờ thất vọng. Dầu cho có 6 tháng thì dẫn lên Thiên Long Sơn, mẹ sẽ chữa được hết bệnh đó. Núi Thiên Long Sơn là chữa 3 bệnh. Rất là nhiều người đã từng bị ung thư, nhớ là gì ở bên tiểu bang kia, và bao nhiêu người ở đây mấy con chứng kiến. Chỉ cần lên trên điện mẫu mà khấn thôi, lấy chai nước uống thôi cũng hết. Nếu mình thành tâm, trời Phật không bao giờ chối bỏ những đứa con quay đầu. Chỉ có những người mà không quay đầu mà nghịch thiên á, thì lúc đó đó là trời không tha, đất không dung. Giống như những đứa nghịch tử đó, nó phá đạo. Phá đạo là một chuyện, không thích là một chuyện khác. Ví dụ như mình từng là đạo Thiên Tâm, mình không thích thì mình đi theo ông thầy áo bông, hay là đi ông thầy đẹp trai BD đi, hay là đi theo Nhật Từ, hay là Hấp Trơn, hay đi theo thầy gì cũng được. Đâu có ai cấm mình, hay là Ruma gì đi, hay là thầy thích Nhật Từ, hay là sư cô Thượng Hải gì đi, Lý Đồng Chí cũng được. Ở đây tự do, xứ Mỹ này tự do. Nhưng mà đi phá, cố tình phá, sau này sẽ phanh phui ra hết. Tự nó không có đáng để mà dùng số tiền cho luật sư phanh phui thôi. Tại vì nó là một chuyện nhỏ của trong gia, rồi trong gia đình. Chứ cái đó là mất của danh dự một người mà có tiền á, như người Mỹ đó, là xong á, xong cuộc đời á. Ba má nhìn ông ra đó, lòng sư phụ từ bi thôi. Khuyên đừng nữa, đừng ngu nữa. Ngu đủ rồi đó. Thì trời không dung, đất không tha nghĩa là sao? Nghĩa là luật sư nó không có tha. Tại vì bôi nhọ một danh dự. Đạo Thiên Tâm là chánh thức, hợp thức ở Mỹ đàng hoàng, của 52 tiểu bang, được hoạt động ở trên núi này đàng hoàng. Có non-profit, mỗi một ngày tất cả cây trái này là xài tiền. Tiền từ đâu? Chưa bao giờ xin người ngoài. Chỉ xin 500 nhân công làm ở hãng KNT, làm việc cho Ngô Tuấn Kiệt. Mỗi một năm Ngô Tuấn Kiệt này lãnh lương 250.000. Ngoài ra không có đồng tiền nào khác hơn 250.000 để đổ xăng. Chỉ khi hãng có lời, Ngô Tuấn Kiệt này xin KNT cho 1-2 triệu vô cho cái non-profit Thiên Tâm để mà hoạt động, để mua cây rồi sinh hoạt ở trên này. Thì do Ngô Tuấn Kiệt này xin tiền của 500 nhân viên. Chứ ngoài ra không có xin người ngoài nào. Nếu mang ơn thì mang ơn 500 nhân viên làm ở hãng KNT. Mấy con vỗ tay nhân viên KNT. Một năm ngoái tới giờ bỏ ra 5 triệu bạc ở bên Thiên Long Giang Houston, cũng là xin tiền của nhân viên KNT. Trong đó con nhỏ nó làm KNT kìa. Nhỏ đời nó. Nó là thư ký giữ tiền á. Cho nên chưa bao giờ xin ai một cục kẹo hay là đi vận động gây quỹ. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu.
Nhưng mà trên này á, bảo đảm đời ba đời các con xài cũng không hết tiền của cha cho nữa. Cái công ty là cái kho của thiên đình đó, biết không? Tại sao qua bao nhiêu đợt của Biden, bao nhiêu hãng ở đây, hồi xưa hãng KMT có cả 100 người cạnh tranh, bây giờ 99 thằng đi đâu hết rồi. Chỉ còn có một KMT duy nhất còn tồn tại là ở California và lớn nhất. Là tại sao? Chuyện này không có ảo. Chuyện này có cái đầu á, kỹ sư mà. Cho nên 8 người, tỷ người kia nói chuyện này nói chuyện tâm linh là ảo. Cái trình độ của bạn bè học high school mình hay là những người đời hay là những Phật tử hay là những ông thầy học chưa tới thì nghe mình nói chuyện trên trời cái nói mình ảo. Nếu tôi ảo tôi đâu có làm mỗi tháng mười mấy hai chục triệu. Hãng KMT làm 10 tháng mười mấy hai chục triệu á. Xin mỗi tháng 500 nghìn cho mấy con ăn uống có đủ không? Chứ mãi mãi không bao giờ xin tiền của ai đâu. Chỉ có canh đất bự ai bán mình mua thêm thì có. Và khi thù chết đi, cái này nó còn đẹp hơn là thành phố nữa. Tại bữa cha có nói, cha nói á, sau này ai về Thiên Long Sơn sẽ nhớ đến thừa đến con và sẽ biết đến ta. Bữa lời của Thượng Đế nói vậy. Cho nên cha nói sau này cái núi Thiên Long Sơn trở thành thành phố á. Đến ngày cuối đời, Hồ sẽ dành hơn phân nửa tài sản cả tỷ đô sẽ đổ về Thiên Long Sơn. Còn nếu mà sư phụ về Việt Nam mà lỗi lạc thì nó có cả ngàn thằng nhà thầu dành xây á, để nó có cái tên về thiên đình á. Nếu không nó xuống địa ngục sao? Nó tiền nó cũng đâu xài hết, nó mua cái vé đi về trời rẻ mà. Nó xây một cái phòng ăn hay nó xây một cái chỗ mà đọc kinh thôi nó cũng có phước nữa. Cho nên những thứ hồi thiên là những thứ có đại phước á, vừa hiền vừa tu vừa được về trời. Còn hiện tại tinh thần sức khỏe vẫn phấn chấn hơn những đứa nghịch thiên vì nó tu sai. Sáng thức dậy, tối thức dậy nó chỉ nghĩ tới sân si và cào cấu đi kiếm chuyện người này người kia thôi. Trở về chuyện hôm nay mình nói cái lạ, thì 500 mẫu đất này mà xuất hiện ở Cali, rồi một cái view rất là tuyệt đẹp, một cái phong cảnh rất là hữu tình, mình có thể lên đây 365 ngày quanh năm, khí hậu đều tốt lành như vậy, mà của người Việt Nam nữa, mà không có người ngoại quốc đi vô. Mấy con thấy có lạ không? Rất là quý, rất là lạ. Bây giờ bỏ tiền đi về cây xanh, đi hài quay đi đâu nữa thì cũng phải chờ máy bay, chờ theo, chờ sắp hàng đồ ăn. Rồi ra bãi biển rồi cũng nắng nè, mà tắm một chút xíu cũng đen thui à. Lên trên núi này ngồi gốc cây rồi lên đọc kinh hay ngồi thiền hay là có bạn đạo rồi ngồi tâm sự, rồi có chư thiên là tới vuốt đầu mình nữa, phải sướng không? Cái núi này gọi là cái núi lạ luôn đi. Từ nay không gọi là Thiên Long Sơn nữa, gọi là núi lạ. Là vì chị biết bao nhiêu bệnh, những người bị thư ém, comaton của Thái, của Miên, những người xài bùa, xài ngải, lên trên này uống nước, gặp hoặc là để cái tay thụ để lên cũng hết bệnh. Bữa nay em sư phụ đi tình cờ đó, đi ra ngoài tiệm vàng kia, thấy con cái một, cái đầu ông rồng. Sư phụ tổng cộng có 4 ông rồng, Xích Long, Bạch Long, Thanh Long, Bình Long. Thì hiện giờ có 4 ông, 2 ông ở núi Cấm, 2 ông ở núi Thiên Long Sơn. Thì bữa nay sư phụ có thêm 9 ông nữa. Tổng cộng sư phụ có 13 ông rồng. Và có rất là đông thiên binh thiên tướng ở xung quanh. Thì mấy 13 ông rồng á, cho điển vô cái này nè. Cho nên nó ai mà bị ma nhập á, sư phụ để cái sừng của ổng thôi là con ma nó cũng sợ rồi. Nè, ngày hôm qua Xích Long kêu thái tử để ngay chỗ cái bia, sư để đó chừng tiếng hồ để mà ổng cho điển vô á. Rồi cộng lại ông nói á, sư phụ mà đeo càng lâu á, nó cái thần lực nó mạnh á. Cho nên bây giờ vẽ chán đứa nào đệ tử mới á, vẽ bằng cái sừng.
À, không, rồi. Cái này mình nói chuyện là đúng là người mà không hiểu là cho là ảo không? Còn mấy đứa con mà lên núi là nó là thiệt không? Cho nên bây giờ có Xích Long ngay đây rồi. Nhưng mà ông chỉ dặn thường một điều. Khi ngài về nhà đó, ngài để trên cao nghe, đừng có để dưới thấp. Thì ok, bỏ anh bàn thờ. Sáng cái bàn thờ nó cũng ngay cái cầu thang đi xuống. Sáng cái sọt vô vậy đó. Cái này là chị bệnh đó. 13 ông rồng nằm ở trong cái đầu này nè. Cửu Duy Thần Rồng, Xích Long, Bạch Long, Thanh Long, Quỳnh Long. Và 13 ông rồng ở sông Cửu Long đang nằm đây. Cho nên chứ không phải thừa ham vàng cái gì để ông chỉ đâu có chỗ già rồi ha, đâu có ham vàng bạc chi nữa. Nhưng mà cái này để mà đi qua đường á. Rồi những ngày kế tiếp cái chuyện lạ mình sẽ thấy. Có ai ngờ Đức Thầy đã mất tích năm 1000 mấy ta? 140 hay 39 vậy đó. Hả? 47. Hay ta ông này đạo hòa hảo, 1947. Thầy Đức Thầy mất tích chứ Đức Thầy đâu có chết. Có ai nói Đức Thầy chết không? Đạo hòa hảo có ai nói ngài mất, ngài chết không? Ngài bị kè đi ban đêm đúng không? Nhưng mà ngài đâu có chết. Giờ ông đại tử là đạo hòa hảo tin Đức Thầy chết còn sống hả? Cái đại tử này còn có nghĩa là cỡ tuổi này vẫn còn gặp Đức Thầy, nghĩa là Đức Thầy không có chết nha con. Con thấy bình Nhật không, người ta sống tới nhiều 110 thôi, bữa không có danh sách đó. Mà người ta vẫn ăn cá sống mà vẫn này nọ mà còn bơm nguyên tử nữa. Cái chất phóng xạ nó tới thời nay vẫn còn á. Không chi là Phật. Phật muốn sống nhiều không nữa. Nhưng mà cái đó chỉ có người Hòa Hảo, người miền Tây, người Sài Gòn, Quả Mai Sài Gòn thì không biết bao nhiêu người biết. Chứ miền Tây thì nhiều người biết. Rồi bên Cao Đài, ra tới miền Trung thì ít. Sau này thì có ông Năm, ông đi ra Bắc, ông nói về Đức Thầy sơ sơ với trên mạng này, thụ nói Đức Thầy đó. Thì có nhiều người lúc đầu người ta không có hiểu. Nhưng mà Đức Thầy với ông Trạng Trình là một người. Ở ngoài Bắc người ta biết ông Trạng Trình, ở miền Nam người ta biết là Đức Bình Phú Sổ. Nhưng mà thật sự là hai là một á, giống cái hồn. Cũng như kiểu sư phụ, Chúa Giê-xu với sư phụ là một người á. Đâu có phải là hai người đâu. Thì ông Mohammed nữa, ba người. Mohammed, Chúa Giê-xu với Ngô Tấn Kiệt cùng là một người. Không có khác gì hết. Tánh tình y chang luôn. Tại vì sư phụ hỏi kỹ trước khi sư phụ lên mạng này nói. Không phải là xưng hô, giờ phút này không phải là xưng hô, ngay xin lỗi nha. Không phải mình thích làm nổi hay gì. Nhưng mà tại vì giờ chót mấy gì kêu cái con cứ nói đi. Tại sao này con thống nhất đạo Hồi với đạo Công giáo lại. Thì con phải nói con là ai. Thì từ từ những cái này nó lưu niệm người ta mới hiểu. Thì bây giờ mấy vị cho nói. Thượng Đế không bao giờ gửi hai ba thằng con xuống mà lập hai ba cái đạo rồi làm sao thống nhất. Bây giờ cái lòng tin của họ về tâm linh á, họ tin ông Mohammed. Cái lòng tin của người Công giáo, người đạo tin lành, họ tin Chúa Giê-xu. Cùng là một Thượng Đế mà. Thì bây giờ Thu trở về lập lại, rồi Thu giải thích cho họ biết. Hey, Công giáo hồi xưa có 3 năm thôi, ta không có đủ thời gian để nói rõ hết cho các ngươi biết. Cái hồn là cái nhận thưởng và phạt, nghiệp và quả, và sẽ chuyển đi từ xác này qua xác kia, chứ không phải chết rồi chờ cái Chúa thưởng cái về thiên đàng. Không có chuyện đó. Tự các ngươi làm cái gì thì các ngươi lãnh hậu quả cái đó. Vậy các ngươi làm tốt cái gì các ngươi sẽ được thưởng cái đó. Thì chỉ có 2 năm Chúa đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Thì hai ra hai cuốn kinh. Chứ giờ con kêu mấy đứa nhỏ mà vô nhà thờ á, hiện giờ nó cũng chán lắm á. Nó chỉ đi ăn mặc cho đẹp gần tiếng hồ sau ra hỏi gì nó cũng chả biết gì luôn. Người đưa gỗ dài dài này nó bỏ tiền vô ở đi ra thôi. Về thần học, về triết lý học
xuất thế gian, mình học ở trường là thế gian, còn mình học về tâm linh, về hồn với nghiệp quả với luân hồi, đó là xuất thế gian. Thì bên công giáo họ rất là bình thường, họ không có hiểu. Rồi cái thụ kêu mấy thằng Hồi giáo chùm khăn xuống. Hey, hồi xưa đó nó cầm binh đi chinh chiến, dẫn tụi mày đi đánh giặc rồi chiếm được thành này thành kia, từ Mecca qua Modena rồi. Bây giờ nó làm gì? Nó chỉ có bắt chước y chang thôi. Hồi xưa sư phụ kể binh từ thành phố này qua thành phố kia khoảng nhiêu ta 40 cây số. Bây giờ nó cũng bắt chước sư phụ, nó lội bộ từ chỗ này qua chỗ kia 40 cây số, nó đè lên nhau. Mỗi năm trời nắng cỡ 110 độ, nó đè nhau nó chết. Mà nó biết nó đi nó chết, người ta cũng đi, đàn bạn gái cũng đi. Cái đó gọi là mê tín thứ thiệt các con có biết. Còn cái này mình rất là khoa học, thiên tâm chúng ta rất là khoa học, thực tế luôn, không có mê tín. Vì họ tin quá thành ra mê tín, nó mê quá đó. Cũng giống như mê xì ke quá, kêu bỏ không có chịu bỏ. Mê trai quá, mẹ quýnh kiểu nào cũng cuốn gói theo trai vậy đó. Về mê bồ kiểu nào nữa cũng ly dị chồng, cái đó gọi là mê. Đạo thiên tâm chúng ta không có mê. Sư phụ dạy từ xưa tới giờ là tự đốt đốt đi và có chánh kiến. Công giáo cũng là mê, cứ nhất định là Chúa phải trở lại với cái đầu tóc vàng dài dài kiểu đó, với khuôn mặt người Do Thái. Mấy con thấy có vô lý không? Nước Do Thái bây giờ nó chinh chiến rồi, nó gây biết bao nhiêu bên đó, toàn là toán ngã lo đánh lộn không. Chúa trời Phật là từ bi, sẽ không ở một cái nước như vậy. Phật Chúa trời ở một cái nước phải là như bị tạo hiếp 1000 năm đô hộ giặc tạo, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Chỉ có nước Việt Nam gần mấy nghìn năm không bao giờ ngừng chinh chiến và chết chóc, thì nó mới cảm động được lòng trời, thì Chúa mới ở một cái nước Việt như vậy. Chứ không phải khi không mà Chúa chọn lại cái chỗ cũ. Tất cả mọi thứ đều có thay đổi, mỗi một cái chu kỳ, mỗi một cái thời đại, một nước, một nơi để chọn làm thánh địa khác nhau. Thời nay nước Việt sẽ được chọn làm thánh địa, thì Chúa mới đầu thai vô nước Việt. Về trên có nói sau này khi mà biến thiên biến địa đó, động đất á, nước Việt sẽ mở mang ra bờ cõi lớn ở trong cái xác phàm này luôn, ở trong đời thì còn sống, nước Việt sẽ rộng lớn ra. Rồi khi thụ về trời á, nước Việt sẽ mở rộng lớn ra nữa. Khi mà bao nhiêu sư phụ cũng giống như người làm sao, giống như người lập trình sẵn vậy đó. Ok, từ học vấn tới nhân lợi nghĩa chí tính, rồi tới những người mà làm công chức giúp dân, rồi tới biên cương lãnh thổ, phong tục tập quán, tức là sư phụ sẽ lập ra từ thứ, rồi từ đó những cái đời sau sẽ đi theo và đồng thời sẽ phát triển. Sư phụ sẽ nói cả Á Châu sẽ là của nước Việt, tới Nam Dương luôn. Cái gì họ là trong 100 dòng giống Bách Việt. Hồi xưa mấy vị nói chỉ qua là họ bị rải rác rồi lưu lạc thôi, không có ai nhắc về cái nguồn cội của họ. Khi nước Việt giàu có hùng mạnh, tự động họ sẽ gia nhập thành một cái tiểu bang của nước Việt. Mệt quá, ngồi nghỉ mệt. Nghĩ mệt, ở ngoài đó ai muốn đặt câu hỏi gì cứ tự do thoải mái cứ đặt câu hỏi. Mình ngồi đây nè, để cái dãy đó chờ bạn ngồi. Có ông ôm ôm đèo kiên đèn á, chắc ông sơn thần đuổi xuống.
ai đặt câu hỏi thì cứ hỏi đi cho mình nghĩ mạnh chút. Hỏi đi. Đây là vô Phật. Có cái này là hai mẹ con của người bạn này từ bên Anh Quốc. Bên Anh Quốc hả? Tìm tòi coi sư phụ trên YouTube mà phải qua tới Cali này để được gặp sư phụ một lần. Con mà lần rồi qua rồi mà không được gặp sư phụ đây. Bữa nay quyết định cho cái đi về Việt Nam xong bây giờ quay lại Mỹ một lần nữa để bữa nay hên quá lên được nè. Đúng là kêu bằng cái gì? Phước không? Cái này là gặp chuyện ngó thôi hả? Đó giờ gặp sư phụ rồi con hỏi gì con hỏi đi. À, mà con nó hâm mộ sư phụ dữ lắm mà đi qua mà con đâu biết đường qua đâu, con qua bên Dallas rồi con mới qua bên nhà chị bạn con nè, rồi con mới đi ngược qua đây, rồi qua đây bữa thứ năm nhưng mà con không gặp được, mà mẹ con hấp hối con phải đi ngược về Việt Nam, cái mẹ mất xong rồi ba tuần sau con mới đi ngược trở về đây nữa, mẹ gặp sư phụ mà hên quá, bữa nay gặp mừng quá cho mình không biết hỏi sao. Con là nó có cái bệnh, nó không biết cái bệnh gì mà nó ngủ mà nó nghe văng vẳng là phải qua đây gặp sư phụ mới hóa giải được, con cũng không biết. Nó tên gì vậy? Nó tên là Phi Long. Mà con ưa không, rồi. Tên thiệt nó họ gì vậy? Nó nhiêu tuổi? Con Nguyễn. Nguyễn Phi Long. Mà con có gửi tin nhắn cho sư phụ, rồi sư phụ nó đọc kinh Thiên Tâm đó, nó cũng đọc nữa mà nó... Thì cứ thời buổi này cổ quyền hay vong linh á, hay mượn mấy cái xác á, tại vì sư phụ không có duyên với người phàm, chỉ có duyên với vong linh á, với mấy người linh căn rồi đó. Nhưng mà linh căn không phải là thuộc về phe thiên ma nha, nó có hai dạng nha. Thì họ nhìn thấy được sư phụ là ai thì không biết, này đã chờ chút để coi thử. Nó bị bệnh hả? Khó khăn lắm ạ, hơn một tháng nay rồi đó. Cứ qua lại lại là bữa nay được gặp sư phụ. Nó 10 năm rồi đó, 10 năm. 10 năm à. Nó cũng theo dõi sư phụ cũng 10 năm rồi. Rồi chúc chị bệnh cho đã chẳng. Cái dây chuyện ra cho sư phụ coi đã. Có dấu luôn. Có dấu luôn. Đó, ai có hỏi gì không? Bao lâu rồi? Một tiếng, 3 phút. Có hỏi gì không đây ca? Có khăn gặp chị kia. Có gì đâu. Lên núi thì gặp thôi. Mình không có đi đâu, có đi vòng trên núi à. Cho nên ai ghét mình á, muốn đòi chối phải trái trắng đen á, cứ lên núi giống gì nè, cứ là mình trả lời thoải mái. Còn có những người mà họ gọi là xuyên tạc của cộng sản á, họ chỉ biết nói thôi, họ không dám giáp mặt, họ thuộc là những con ruồi á, những con chuột, đám nghịch tử á, với cái đám mà mai sói, với cái đám mà long qua mật tạng đó, đó là những con chuột cặn bã của xã hội á. Họ nha, không bao giờ dám đối mặt để mà hỏi. Không có ghen. Họ chỉ biết làm cho những đứa mà yếu á, lơ lơ lửng lửng là họ thắng. Đó là chiêu trò lơ lơ lửng lửng. Ngồi nghỉ mệt chút nói chuyện tiếp. Nước Việt là viên hòn ngọc Biển Đông, thành ra cục than Biển Đông. Cô dâu xứ Đài, nô tài quốc tế, còn nữa, chợ Kim Biên bán chất độc nữa, bia không đồng nữa. Tụi nó uống vô cho bệnh ung thư cả nước. Rồi 99 nữa, bán nước dân đồn, bán phú quốc, cái gì nữa đó. Việt Nam nhiều chuyện lạ. Thì hôm nay có ngồi tới chuyện này cũng là chuyện lạ của nước Việt á. Tại sao không lạ của nước Mỹ hay nước khác đi, mà tại sao đầu thai nói tiếng Việt? Mà lạ thêm cái nữa, hồi đó sư phụ qua Mỹ học ở lớp 4,
dốt nữa, không biết tiếng Việt mà giờ lại rành tiếng Việt tự nhiên đâu à. Hay mà đó là chuyện lạ nữa đó, nói tiếng Việt không à, cho nên rất là nhiều thứ lạ. Đức Thầy sẽ xuất hiện là một chuyện đại lạ luôn. Tự đạo nó phát triển cho với người truyền tin thôi à. Giờ chỉ lo phần đời. Phần đời là khi mà nước Việt loạn lạc thì Đức Thầy xuất hiện. Sư phụ là người trong sấm cơ Đức Thầy nói, và nó là thiệt. Hồi xưa thì cả bản thân cũng thấy nó hơi khó, nhưng mà mình là người tâm linh và đã được ấn chứng thì Đức Thầy cũng đã ra những cái câu bài Xuân Hạ Tác Cường Thư, đó là chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời cái thằng Kiệt nó hồi quy, cái là đợi sư phụ về hồi quy. Rồi cũng có những câu là minh dương trị quốc, thế giới mới bình an. Nghĩa là ngày nào cái đôi giày này, của đôi chân này của sư phụ mà chưa bước chân vô nước Việt á, dân chúng sẽ còn khổ và khổ thêm, và thế giới này vẫn binh đao tối ngày, chiến tranh tối ngày. Thần thánh không bao giờ gạt chúng sanh, trời Phật không bao giờ gạt nhân loại, nói đâu là sẽ xảy ra đó. Tại vì thần thánh cha mẹ tạo ra chúng ta được thì hủy diệt chúng ta rất là dễ, chỉ tính theo thời gian thôi. Thí dụ ngày nào cho Putin đi, hay là ngày nào cho Tập Chuẩn Bình yển, cũng giống như kiểu Bác Trọng. Nhớ là trước khi Bác Trọng mà bị mất quy thế mà nằm 2-3 tháng, thù có nói đó, đời của ông là xong rồi đó. Thì từ đó Tô Lâm bắt đầu mới lấy quyền đó. Thì đến ngày ông ra đi á, coi lại mấy clip cũ thôi, thù nói theo thời gian đúng luôn đó, tới ngày Bắc Trọng ra đi luôn á, cái gì cũng trúng hết. Cái trúng kế tiếp mà người Việt Nam người ta cứ nghĩ là thiên tứ kiệt này là ảo, là mơ hồ, có nghĩa là nói chuyện không có, không có mà đã xảy ra quá trời luôn, đều trúng hết. Rồi còn nói vô sẽ có Minh Dương xuất hiện. Minh Dương là ai? Minh Dương là con của ông trời ngồi đây, cũng là ảo. Bây giờ nếu sư phụ không nói sư phụ là Minh Dương giống như ông Trump, ông vận động gây quỹ, ông không nói ông là tổng thống giỏi thì cả nước Mỹ đâu bầu ông. Sư phụ là Minh Dương thiệt, sư phụ không cần nói. Mà trong khi ông Trump ổng đâu có 6 quyển kinh thư của Đức Thầy nói về ổng. Rồi bà Van Rai là Notre Dame hay là thư bói đồ Lưu Bó Ôn, ông chẳng trình đâu có nói về ông Trump. Kinh Khải Huyền cũng đâu nói về ông Trump. Tất cả kinh trên thế giới đều nói về có một người, là người đang ngồi đây. Là có phải hơn ông Trump nhiều không? Ổng mới đi vận động gây quỹ, ổng nói tôi sẽ là tổng thống tốt thế này thế nọ, còn làm cho người ta nửa tin nửa ngờ, phải không? Còn của sư phụ là đã có sẵn hàng nghìn năm rồi. Còn tánh tình của sư phụ là sao? Chúng ta chỉ cần giữ vững lòng tin, đoàn kết dân tộc, lấy từ bi xóa hận thù. Cứ nghĩa là sau này cái vụ về nước sẽ không có hận thù, không có đốt lò đốt củi, cũng chẳng có bắt ai hết, thả hết, tất cả nhà tù thả hết, cho mỗi người một cơ hội cuối cùng. Người nào giàu thì ra làm từ thiện đóng thế, chuyện cũ không chi cứu, nhìn lại tương lai thôi. Một nước Việt ai cũng hân hoan, ai cũng có tiền mà chạy Rolls Royce đầy ngoài đường Sài Gòn á, thì có phải là cái người nghèo nhất á mà giữ chiếc xe Rolls Royce đó ngày á cũng nuôi được cả gia đình không? Còn bây giờ ai mà giấy xe Rolls Royce ra ngoài đường á là bị ở tù á. Thì nước Việt của mình sau này sẽ là như vậy. Giàu thì để cho người ta hưởng, còn người nghèo thì gán học một cái nghề. Tại sao này những công ty hải ngoại nó về Việt Nam rất là nhiều, lấy từ bi xóa hận thù, lấy ân để mà báo oán. Lúc đó sẽ không còn cờ vàng bay sọc đỏ hay là còn cờ đỏ sao vàng nữa.
lá cờ không còn ý nghĩa nữa, mà nó chỉ có một cái lá cờ, đó là máu vàng, da vàng, máu đỏ, đoàn kết dân tộc. Cái đầu tiên đó là mấy tình báo Hoa Nam là phải rời khỏi nước Việt, không có thằng Tàu Cộng nào mà trong nước Việt mình hết, tức là mình phải làm tự chủ nước mình. Còn bây giờ á, mấy ông làm gì á, sau lưng cũng có mấy thằng Hoa Nam đưa cái tờ giấy xuống, làm gì cho tao là không đúng. Thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng thường nói, sau này khi con về nước thì giống như thời nhà của ta, thì quên thù nhà mà lo giặt ngoài bang, nghĩa là không có tính trong nội bộ mà tính người ở ngoài Tàu và những cái nước khác. Thì Phật Hoàng thường dạy như vậy. Mình ở đây mình không thuộc về phe nào nghe, cộng sản cũng không phải, HO cũng không phải, HO có cả ngàn phe, mình không thuộc phe nào. Cộng sản có cả trăm phe, cũng chẳng có thuộc về phe ông nào. Bác Tô, bác Phúc, bác Dũng, bác nào mình cũng tôn trọng hết. Không có thuộc về bên chính trị, là không có thuộc về bên nào hết. Mình chỉ thuộc phe hiền thôi. Thằng này á, hồi đó có một thời á, sư phụ là vua, thấy vua làm vua nhiều đời lắm. Thời đó đời Tần Thủy Hoàng, cũng là vua Tần Thủy Hoàng, qua tới thời Lưu Bị, qua tới thời Càn Long, qua tới vua Thần Nông, bên Tàu nhiều lắm, rồi vua nhà Đường nữa, rất là nhiều, kể không hết. Rồi qua tới nước Việt, vua nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn làm vua cũng rất là nhiều đời. Thì tới cái đời cuối cùng gần đây là thời Minh Mạng á, cũng là vua, phụ là vua Minh Mạng á, cái hồn đó mà nó hết xác này đi qua xác khác vậy, có gì đâu khó. Để sư phụ nói chuyện như này xong, cho nên có thời vua Minh Mạng á, nó là lính của sư phụ. Để anh chúc đi, anh chúc chị bình cho, chúc sư phụ để cái sừng của con rồng vô chán đó là ha. Sao? Con đừng nói mấy lẩm nhẩm, con có câu hỏi con hỏi. Dạ, thôi con hỏi chỉ cần ai hỏi về chính nè. Hỏi về chuyện quan trọng kìa, còn báo cái chuyện bây giờ lắm. Con hỏi bây giờ con có một cái chuyện quan trọng là con thờ mấy chục năm mà bây giờ con nói con đập bàn thờ, con nói rằng á là bây giờ mẹ sẽ cho con thấy rõ những gì kiếp trước con ra sao mà kiếp này con bị đài đọ như vậy, con xin hỏi nếu bằng không thì con không thờ. Sau đó thì mẹ mới cho con. Ngân hỏi nói nữa. Cái này thì đang nói trên thế giới người Công giáo, những người bình thường nghe. Ta nghe mấy cái này ta quải lắm, người ta nói sư phụ cũng khùng giống như con nữa. Ok rồi con đừng hỏi nữa, chút nói chuyện riêng đi. Cái này thì đang nói chuyện bình thường, tại vì người không có hiểu mấy cái này, người ta nói mình cả đám khùng á. Hey, sao? Con kính chào sư phụ, con có câu hỏi. Hỏi gì có hữu ích cho quốc gia nghe. Dạ, hôm trước sư phụ có nói là ai muốn theo sư phụ an bang tái thế thì phải lập lời thề nguyện với cha mẹ. Con đã lập lời thề nguyện với cha mẹ là con sẽ luôn trung thành với sư phụ. Con không biết bây giờ con phải làm sao để con được theo sư phụ an bang tái thế. Con có tài gì
trước đây là con làm dược sĩ bán thuốc tây, bây giờ hết bán rồi. Con chỉ có tài thập tâm được rồi, vô cái phòng thuốc tây của nước Việt á, ai bệnh con lấy con cho thuốc, con đừng có để bị người ta nhét 500.000 mới cho, còn bây giờ không nhét vô túi tay 500.000 là không cho được rồi. Có ai cho chung á là khi một cái quốc gia mới, người nào mà thật tâm thì có nhiều lần sư phụ hỏi mấy vị, bây giờ cái nước Việt nó như cái đống rác, còn là nợ nần không à, mà chả có cái gì gọi là làm ra tiền liền, làm sao mà lấy lòng tin của dân. Dân nó tin sư phụ là Minh Dương đó, dân nó tin sư phụ là con của ông trời đó, dân nó cũng tin sư phụ là Chúa Giê-xu á, dân nó cũng tôn trọng sư phụ vậy đó. Nhưng mà tài sản sư phụ chỉ là cái hộp cát thôi, ông Trump ông có mấy trăm nghìn tỷ, ông còn phải đi bán từng cái áo đúng không? Sư phụ không có đặt hoàng hình hay là dấu hiệu thiên tâm bán là sư phụ đã là đỡ hơn ổng rồi. Cái giết ông cũng bán cái hình ổng nữa. Còn nước Việt nghèo như vậy thì làm sao? Tuy là dân có lòng tin nhưng mà cái bụng nó phải đói no mới có lòng tin được. Thì lúc đó sư phụ mới hỏi với ngài Trận Đạo á, thì ổng chỉ giống như theo sư phụ thấy, ổng chỉ nói để cho kích động tinh thần thôi. Ổng nói ngài qua Mỹ bàn tay trắng lập lên cơ nghiệp, thì ngài đi về Việt Nam cũng là phải bàn tay trắng để mà xây dựng lại nước Việt hùng cường giàu mạnh. Mình gãy đầu phải có vốn. Bây giờ Việt Nam đi mượn tiền quốc tế nó gặp mặt nó sợ liền á. Nhưng mà sau này thường mới phát hiện ra được cha mình và mẹ mình, tức là Phật mẫu, ta đã sắp đặt cho con hết rồi. Thì không biết sắp đặt cái gì, thì sự hy vọng là cái núi đất á, nó một cái đống núi mà bằng đất với đá không, tự nhiên cái nó nằm sâu trong lòng đất, cái tự nhiên cái mình đem cái máy gì mình gà cái mình đó thành cái núi với hộp kim cương không chừng. Mà cái sư phụ đưa cái tay cái là nó quá thành gan đống đá thành kim cương hay quá mai à. Thì đúng là trong kinh nói, chứ còn bây giờ sư phụ thấy vô phương á, có bao nhiêu tiền đô mấy ông nội nó chuyển qua Mỹ hết trơn rồi, qua Mỹ mua đất trồng cần sa cũng qua, mà ở Việt Nam á dùng cái đồng vốn đó để mà nuôi dân Việt, mấy ổng không để ở bản, trời nó ác vậy đó. Còn qua đây á, mở Teletron, mở này mở kia, ba cái đồ Mỹ thì mở, mà trong khi có nhiều tiền của nước mẹ rút đi, cuối cùng á, cái người mẹ Việt Nam ốm nhách gì nè, bị hút cái máu, hút mà đến nỗi mà giờ còn da xương không mà hết hút máu nổi vậy. Còn bây giờ mà làm sao mà da xương mà đứng vậy mà đi được kìa, mà cho thế giới tôn trọng lại á, mới là khó đó. Thì để chờ xem. Nếu mà ở trên đã tính rồi, đâu giờ đó rồi, hy vọng núi đất thành ra núi ra núi vàng. Còn ai có tài thì lúc đó gặp Đức Thầy. Sư phụ là đệ tử của Đức Huỳnh Phú Sổ, thì lúc đó Đức Huỳnh Phú Sổ á, ổng sẽ xuất hiện á. Thì ổng là Phật mà, người nào như thế nào ngài sẽ biết rõ người đó. Thời nay ai tin cha, tin Đức Thầy, tin sư phụ, tin dấu thiên tâm, người đó sẽ tồn tại và thấy được một nước Việt hùng cường vào mạnh giàu mạnh. Có người nào mà không tin Đức Thầy, không tin Thượng Đế, không tin dấu thiên tâm thì người đó rất là khó đó. Dùng chữ khó thôi nghe, mình không có nói gì hết. Còn ông bà mình thường có cái câu dạy mình, biết thì thưa thì tốt, biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng mà thời nay có nhiều người không biết mà cứ lên mạng mà chửi, thì coi như mình đã mất duyên đời này á. Ok, với Đạo Phật hôm nay vòng vòng đề tài là lạ, thì mình đã nói nhiều chuyện lạ rồi, thì Thiên Tướng Kiệt này xuất hiện ở nước Việt Nam cũng là một điều lạ. Thì mong tất cả chăm họ chấp nhận cái điều lạ này. Nếu quý vị chấp nhận thiên tai địa chấn và chính trị của nước Việt Nam xáo động trong vòng một năm mà thay đổi rất là lớn, từ năm Covid tới hôm nay nước Việt mình đã nghèo hơn rất là nhiều, chết cũng nhiều. Thì bao nhiêu chuyện lạ trên thế giới, cả nước Mỹ này là một nước tự do mà Biden muốn trở thành Kamala Harris hả?
muốn biến thành nước cộng sản cũng là chuyện lạ đúng không? Thế giới nhiều chuyện lạ lắm. Thì nếu đã chấp nhận những chuyện lạ đã xảy ra thì hôm nay mong 100 triệu dân cũng chấp nhận chuyện lạ Ngô Tứ Kiệt này sẽ gặp tất cả các quý vị trên đất mẹ một ngày gần đây. Qua đây một tuần để gặp được sư phụ. Hôm nay cho con xin sư phụ cho con được làm.